Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng của ngày 1 tháng 7 năm 2022. Hôm nay đã sang tháng mới rồi các bạn ạ. Thế là cũng chẳng mấy mà chúng ta đã sắp đến Trung Thu rồi, sẽ đến Tết đấy các bạn. Thì kênh chúng mình lại tiếp tục cập nhật số lượng P-Note đang chạy trên toàn thế giới và tại Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy ngày hôm nay số lượng P-Note đang được active chỉ còn lại là 80.182 note trên tổng số 648.077 note đã được cài. Thì con số này đã sụt giảm so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua cái thời điểm mà mình thống kê cái số liệu ấy thì là đã lên đến 81.000 rồi. Nhưng hôm nay, thời điểm này vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 7 thì số lượng đã bị P-Note đã bị sụt giảm. Thì các bạn cũng lưu ý là cái trang web dashboard p-blockchain.net này cập nhật số liệu liên tục và nó có thể thay đổi. Theo mình cũng chưa biết cái chu kỳ lấy mẫu của bác ấy đặt ra là bao nhiêu lâu thì bác ấy quét lấy mẫu một lần. Nhưng tuy nhiên thì các bạn có thể để ý cái con số liệu này nó sẽ thay đổi liên tục trong ngày. Thì kéo xuống cái bảng bảng số liệu phía dưới thì có chia làm hai phần. Cái danh sách này là danh sách 20 các nước đang chạy nhiều P-Note nhất trên thế giới. Thì hôm qua mình có dự đoán là ngày hôm nay số lượng P-Note của Việt Nam sẽ vượt Hàn Quốc, nhưng tuy nhiên điều đó lại không xảy ra. Ngày hôm qua mình dự đoán vào buổi sáng thì đâu đó trong khoảng buổi trưa đến đầu giờ chiều thì lượng P-Note của Việt Nam mình vượt được Hàn Quốc. Tuy nhiên như mình nói ở phía trên ấy, số liệu cập nhật liên tục đó, thì đến buổi sáng ngày hôm nay thì Việt Nam lại bị đẩy xuống vị trí thứ 3 rồi, và khoảng cách 506 là 240 các bạn ạ. Đó, 240 nốt cách biệt giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Có những thời điểm hôm qua thì khoảng cách giảm dần còn 10 nốt thôi. Việt Nam kém Hàn Quốc 10 nốt, sau đó thì bằng rồi bắt đầu Việt Nam lại vượt lên trên. Đó, thì hôm nay Việt Nam với lại Trung Quốc thì sụt giảm nhiều. Thì cũng như các cái phân tích của những bài clip trước của mình, Việt Nam và Trung Quốc thì tăng trưởng mạnh, nhưng tuy nhiên thì giảm, những lúc giảm thì giảm rất là sâu. Thì cũng có thể có nhiều lý do, ví dụ như là chất lượng đường truyền, đường mạng của các cái chỗ mà các bạn đang chạy nốt này thì nó không ổn định. Đấy, hoặc là nhà các bạn bị mất điện. Đấy, mùa này mùa mưa bão ở Việt Nam rồi nên là cũng rất hay mất điện. Chỗ mình ở đây thì cũng là nơi mà gọi là tập trung nhiều cái nhà máy sản xuất điện nhất ở khu vực phía Bắc này. Tuy nhiên thì đặc sản của chỗ mình là mất điện các bạn ạ. Đó, mất toàn nửa đêm thôi, trời nắng nóng, mất phù phát, nên là mất ngủ luôn. Mất điện là mất ngủ. Đó, thì có nhiều cái yếu tố để ảnh hưởng đến cái việc là P-Note bị sụt giảm của một quốc gia. Đấy, thì Hàn Quốc và Nhật Bản là những cái nước mà cái số lượng P-Note của họ chạy rất ổn định, chỉ có tăng chứ hiếm khi nào mình thấy họ giảm. Thì cho thấy một điều rằng là cái nốt mà không giảm ấy thì chứng tỏ là những cái nốt cũ họ chạy rất là ổn, rất ổn định. Đấy, đó là một cái điều rất là hay và đáng quan tâm của nốt P chạy tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc, Việt Nam tăng mạnh số lượng nhiều đấy, nhưng mà hay thất thường. Rồi thì cái bảng cái danh sách 20 nước nhìn chạy nhiều P nốt nhất trên thế giới này được chia là 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là 3 nước đầu, số vị trí số 1, số 2, số 3 gồm có Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam. Hàn Quốc với Việt Nam thì có thể xếp chung vào một cái gọi là nhóm nước nhỏ nữa, bởi vì số lượng P-Note của hai nước này cách nhau chả đáng bao nhiêu. 200 nốt, 300 nốt thì một ngày thôi là cũng có thể săn lấp được rồi. Nhưng mà tuy nhiên cái anh đầu tiên này, đầu bảng này, xếp đầu này, Trung Quốc này, cách biệt so với lại nhóm thứ hai này, nhóm dưới này, đến tận gần 31.000 nốt nữa. Đấy, các bạn xem, rất rất nhiều nốt. 30.000, gấp 3 lần, nhưng mà khoảng cách để cách biệt đó là 30.000 nốt. Rồi tiếp theo là đến là cái nhóm thứ hai là nhóm sở hữu P-Note ở mức độ 4 con số. Từ danh sách vị trí thứ 4 cho đến vị trí thứ 7 gồm có Đài Loan, Mỹ, Nhật, Đức. Đấy, sở hữu P-Note ở mức độ 4 con số từ 3.960 xuống còn 1.035.
Tiếp theo nhóm cuối cùng là cái nhóm mà sở hữu Pinot ở mức độ là 3 con số, từ số thứ tự thứ 8 cho đến số thứ tự thứ 20. Dẫn đầu là Malaysia, Hồng Kông, Canada, Anh, Pháp, Úc, Nhật, Singapore, quần đảo Seychelles, Romania, Hà Lan, Bulgaria, Tây Ban Nha, Ý. Đó là những cái nước mà sở hữu Pinot ở mức độ 3 con số. Đấy, Hungary với lại Italia cứ thay nhau đẩy nhau và ra khỏi cái danh sách top 20 này. Thì phía bên phải này, các bạn có thể thấy đây là một cái biểu đồ phần thể hiện cái phần trăm số lượng Pinot mà các nước đang nắm giữ. Dẫn đầu thì vẫn là Trung Quốc rồi, búng với 44,07%. Tiếp theo sau là Hàn Quốc và Việt Nam, mỗi anh chia nhau khoảng 1/6 cái miếng bánh chạy Pinot này. Hàn Quốc là 18,16, còn Việt Nam là 17,86. Còn khoảng hơn 1/3 cái miếng bánh còn lại được chia cho các nước khác. Thì tuy nhiên nổi bật hơn cả trong cái nhóm này đó là Đài Loan và Mỹ. Đó, hai cái anh mà có cái số phần trăm nó nổi trội hơn trong cái nhóm còn lại là 4,94 và 4,1. Kéo xuống phía dưới thì chúng ta có thể thấy được cái sự phân bố Pinot trên cái bản đồ thế giới. Các bạn xem khu vực Đông Á, Đông Nam Á này, cái mật độ Pinot nó dày đặc. Thì giải thích cho điều này cũng dễ hiểu thôi, vì khu vực này thì xuất hiện của các cái nước trong top đầu, và thậm chí là những cái lác đác, những cái giải rác, những cái nước ở trong cái danh sách top 20 thì cũng xuất hiện ở đây. Dẫn đầu thì cũng có 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam đều nằm ở khu vực này. Bên cạnh đó rồi còn khu vực này còn có cả Nhật này, Hồng Kông, Malaysia, Singapore. Đấy, những khu vực này phải chiếm đến gần một nửa cái danh sách top 20 nước chạy nhiều Pinot nhất thế giới rồi. Đó, lượng Pinot phân bố đậm đặc ở đây cũng là điều dễ hiểu. Chuyển sang khu vực châu Âu thì khu vực này thì lượng Pinot được giải đều khắp châu lục. Thì các bạn có thể thấy rằng là khu vực này thì có xuất hiện của Anh, Pháp, Đức, rồi Hà Lan, Tây Ban Nha, Romania, Bulgaria, nước nào nữa nhỉ? Anh, Pháp, Đức rồi đấy, Romania nữa đó, Hà Lan rồi, Bulgaria, Romania. Đấy thì là lượng Pinot ở đây nó phân bố cũng khá là đồng đều. Khu vực châu Mỹ thì nổi bật nhất là nước Mỹ và các một số các thành phố lớn của Canada giáp với biên giới nước Mỹ. Bắc Canada này thì có lẽ là nhiều tuyết rồi khí hậu lạnh giá, ít người sinh sống nên là số lượng người chạy Pinot ở đây không nhiều. Bắc Mỹ rồi đến Nam Mỹ, Nam Mỹ rồi Trung Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ thì lác đác chỉ có Brazil, Argentina, Chile, Mexico. Các nước này thì số lượng Pinot có thể là chưa đủ để nhảy vào được cái top 20 trên thế giới này. Đó, danh sách ở trên. Châu Phi thì có cái quần đảo Seychelles này, ở đây này các bạn này, nó vị trí này, nổi bật nhất. Đó. Mới nổi thôi, mới nhảy vào top 20 chắc khoảng được một tuần nay, nhưng tuy nhiên thì đang ở cái vị trí cũng là tương đối top, vị trí lưng lửng của cái bảng xếp hạng, và cũng chưa thấy có cái dấu hiệu dừng lại, nó sẽ tiếp tục tăng lên đấy các bạn. Còn khu vực lục địa châu Phi này thì cũng rất là ít, bởi vì các bạn biết ở khu vực này dân cư họ cũng có nền kinh tế cũng không được quá phát triển. Ăn họ còn chưa đủ như nói gì đến chạy Pinot, chắc cũng chỉ tập trung vào những cái nước mà có nền kinh tế phát triển như Nam Phi này. Đó. Khu vực nước Úc thì tập trung chạy Pinot ở khu vực Nam Úc, Bắc Úc, trung tâm trung của nước Úc thì ít người, có lẽ là nhiều hoang mạc nên là ít người sinh sống nên là lượng chạy Pinot không nhiều. Ở đây có một cái quần đảo là có lẽ là New Zealand nằm bơ vơ giữa đại dương đây, nhưng mà lượng Pinot phân bổ khá là dày đặc. Rồi chuyển sang cái bảng số liệu chi tiết thì các bạn nhìn thấy hôm nay là một ngày đỏ lòm của cái bảng thống kê của mình. Hôm nay sụt giảm mất 1.001, hôm qua tăng được 1.004 thì hôm nay sụt giảm 1.001. Đó, rất là thất thường các bạn. Trung Quốc tăng mạnh thì hôm qua tăng mạnh thì hôm nay giảm cực sâu. Qua tăng 796 thì hôm nay giảm 810 rồi. Việt Nam mình cũng thế, ở đây Việt Nam mình thì đỡ hơn, giảm khoảng 2/3 so với lại cái số mà tăng ngày hôm qua. Đấy duy có Hàn Quốc này, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, đây Seychelles vẫn tiếp tục tăng, và Hà Lan là những cái nước mà có cái sự tăng Pinot trong ngày hôm nay, còn đâu là giảm hết, giảm mạnh là đằng khác. Đấy,
nhóm này, nhóm dẫn đầu thì ba nước này thì chỉ có mỗi Hàn Quốc là tăng, thì còn Việt Nam với lại Trung Quốc giảm sâu. Đài Loan, Mỹ cũng giảm. Đức, ui dồi, Đức giảm dã man các bạn. Đức hôm qua có một ngày tăng đột biến 76 thì hôm nay cũng là một ngày giảm mạnh. Chưa hiểu là các anh Đức chạy nốt kiểu gì. Malaysia cũng giảm 20. Hồng Kông thì tăng được 5. Canada cũng giảm, Anh cũng giảm. Úc cũng giảm 3, giảm 3 này thực ra thì cũng không đáng kể các bạn ạ. Romania giảm 6, cũng không đáng kể. Những cái nước mà giảm dưới 10 cái đơn vị thì mình thấy nó không đáng kể. Rồi, các cái nước ở nhóm cuối này thì cũng đã có sự giảm sút. Với tình hình pi tím về ví của anh em chắc giờ này thì cũng tương đối nhiều rồi. Và mong chờ được cái hệ sinh thái của pi trong thời gian tới sẽ có những cái sự đột biến, những cái mà anh em cũng có thể trao đổi hàng hóa gọi là trong cái mạng kín của mainnet này, thì nếu mà có những cái sự xuất hiện trao đổi hàng hóa tăng dược dần đều hàng ngày, mình nghĩ là dự án Pi sẽ tiếp tục thu hút được thêm nhiều người quan tâm và tham gia. Và như vậy là cái việc chạy nốt của dự án này, khi mà các anh em đã tin tưởng vào Pi Network thì cũng lại sẽ tiếp tục tăng theo cái đà đó. Và hy vọng là trong một vài ngày tới nữa chúng ta lại sẽ tiếp tục thiết lập được những kỷ lục mới trong cái việc chạy pi nốt. Rồi, clip ngày hôm nay của kênh chúng mình xin được tạm dừng tại đây. Kênh chúng mình sẽ vẫn tiếp tục cập nhật những cái dự án và những cái thông tin mới nhất về dự án Pi Network nói chung, cũng như việc mainnet dự án Pi, việc KIC, việc chạy pi nốt nói riêng để gửi đến quý vị và các bạn hàng ngày. Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.